Kính thưa quý vị, sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã tiếp ông Sandeep Arya, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam, nhân chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi bày tỏ sự quan tâm và sẵn sàng kết nối với các đoàn lãnh đạo, nhà đầu tư từ Ấn Độ đến Thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi gợi ý, phía Ấn Độ có thể tham gia dưới góc độ cung cấp tài chính, nhà đầu tư hoặc nhà thầu cho 3 dự án phát triển hạ tầng quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh là hoàn thiện phần còn lại của hệ thống metro với 7 tuyến, tổng chiều dài 200 km, dự án đường sắt kết nối thành phố Hồ Chí Minh sân bay Long Thành, dự án đường sắt thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cũng bày tỏ mong muốn đón nhận thêm luồng đầu tư mạnh mẽ từ các nhà đầu tư trong các lĩnh vực thuộc thế mạnh của Ấn Độ như công nghệ chế biến, chế tạo, công nghệ thông tin và truyền thông, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo. Đại sứ Sandeep Arya cảm ơn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã dành thời gian đón tiếp, bày tỏ niềm vui về những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam. Đại sứ Sandeep Arya mong muốn, thời gian tới, Ấn Độ và Việt Nam tập trung phát triển hợp tác về thương mại, giao lưu kinh tế, đầu tư, giao lưu giữa các doanh nghiệp và các đơn vị quản lý nhà nước của hai nước, mở rộng tìm kiếm cơ hội mới để thúc đẩy hợp tác kinh doanh, đầu tư, thương mại với Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, nhất là trong những lĩnh vực hai bên có năng lực và nhu cầu, điển hình là công nghệ cao, năng lượng, nông nghiệp, dược phẩm.